bệnh nhân này có siêu năng lực. Nữ bác sĩ lấy máu cho anh ta có thể mô phỏng cô ấy trong chớp mắt. Tốt lắm, máu của tôi cũng không tồi nhỉ. Hơn thế anh còn có thể biết được người khác đang nghĩ gì. Anh thẳng thắn nói nữ bác sĩ đang yêu thầm bác sĩ nam nào, khiến cô ấy hết sức ngạc nhiên. Mà lúc bác sĩ nam đến khám bệnh cho anh ta lại chốc lát chuyển hóa thành bác sĩ này, khiến cho ông ấy cảm thấy mình đã tìm được tri kỷ. Nói câu nào cũng đi vào lòng người. Nhưng nếu bệnh nhân này nhìn thấy bảng bệnh án thì toi rồi. Ví dụ ở phòng 402 có một bệnh nhân mắc bệnh chóng mặt. Người đàn ông thấy thế thì cũng nghĩ mình là bệnh nhân kia, sau đó bị choáng ngất ra đất không dậy. Nhưng khi các bác sĩ đến đỡ anh ta dậy, anh ta lại biến thành những người xung quanh. Bệnh này gọi là hội chứng gương tổng hợp. Đại não của anh ta không biết bản thân là ai, ở đâu, làm gì. Chỉ cần anh ta nhìn thấy những người xung quanh thế nào thì sẽ bắt chước như thế. House hiểu được. Ông ấy dẫn bệnh nhân đến phòng phẫu thuật. Người bệnh nhân nhìn thấy bác sĩ phẫu thuật liền nhập vai. Nhưng nhiều người thế này nên mô phỏng ai đây? Anh ấy sẽ chọn người có năng lực nhất ở đó. Bệnh nhân nhanh chóng chuyển hóa thành House, sau đó tự coi mình là sếp lớn mà chỉ lệnh, thuận tiện còn phát cáu với bác sĩ đang phẫu thuật. Thật sự là vô cùng giống. Chỉ huy thôi thì không đủ, anh ta còn cầm dao phẫu thuật định tự mình mổ. May mà bác sĩ Eric nhắc nhở, House nhanh tay cướp lại dao phẫu thuật từ anh ta. Ông phát hiện tay bệnh nhân lạnh, vì vậy mở ra xem thấy trên đó có rất nhiều nốt đỏ. House dùng dao phẫu thuật rạch một đường. Không ngờ máu của anh ta ngay lập tức đông lại khiến mọi người kinh ngạc. House nhanh chóng bảo trợ tá lấy máu của bệnh nhân đi xét nghiệm. Máu được rút ra toàn màu đen, lại còn đông lại. Ngày hôm sau bệnh tình của bệnh nhân ác hóa, máu toàn thân đều ngừng chảy. Thế nên House nghĩ ra một cách, đó là cho anh ta ngâm nước. Người đàn ông này cho đối thủ một phát chí mạng. Lúc tưởng chừng thắng bại đã phân thì người đàn ông như bị chúng ta ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, team vận động viên tennis này ngừng đập trong cuộc thi dẫn đến cái chết ly kỳ. Các công nhân đang làm việc hăng say thì hòm hàng lại bỗng rơi xuống. Tài xế cần cẩu vô duyên vô cớ thiệt mạng. Ở bên này, một nghệ nhân đàn đang tập luyện thì điên cuồng ho ra máu rồi đi trầu trời. Bốn người vốn không liên quan nhưng trùng hợp lại, họ đều nhận cấy ghép cơ quan của một người hiến tặng. Người được ghép tim chết vì bệnh gan, người được ghép gan chết vì tắc mạch phổi, công nhân được ghép phổi chết vì suy thận, còn vận động viên tennis ghép thận thì tim lại có vấn đề. Ông lão đang nằm viện này được ghép ruột non thì tụy đang suy thoái, cơ thể rất yếu. Những người này đều tử vong không có triệu chứng vào cùng thời điểm. Chỉ có cô giáo được ghép mắt là vẫn bình an vô sợ, vì để tránh sự việc ngoài ý muốn, các bác sĩ đến tìm cô giáo đưa về bệnh viện làm kiểm tra. House đến phòng bệnh khám bệnh nhân. Eric khuyên cô nên cắt bỏ đôi mắt để phòng hậu họa, nhưng House lại không nói lời nào, cầm một con dao lớn mang đến trước mặt cô. Bệnh nhân bị dọa đến mức hồn bay phách lạc. Hóa ra tất cả những thứ này đều là ảo giác của bệnh nhân. Xem ra virus đã đi vào não bộ của cô, ngày kết thúc cũng không còn bao xa nữa. House dẫn theo trợ tá của mình đi xem băng ghi âm về những người bệnh đã tử vong, phát hiện trước khi chết nạn nhân đều xuất hiện ảo giác. Không lâu sau ông lão được ghép tụy cũng chút hơi thở cuối cùng. Bác sĩ mở khí guản cho ống thở vào giúp bệnh nhân hô hấp, nhưng trong khí quản lại phun ra lượng máu lớn. Trong lúc nguy cấp, các bác sĩ tiến hành kích điện, nhưng kích 7-8 cái mà vẫn chưa thấy gì. Bệnh nhân chết vì suy tụy. Vì để tìm được nguyên nhân, House muốn cắt lớp não của người chết kiểm tra. Kết quả kiểm tra không có gì dị thường. Vậy rốt cuộc là thứ gì xâm nhập vào những cơ quan khác nhau lại dẫn đến cái chết? House cho rằng là ung thư. Nhưng trước khi ghép tạng sẽ làm cả nghìn xét nghiệm xác định, không thể xuất hiện việc bị bệnh vẫn phẫu thuật. Vậy thì kiểm tra thêm một lần nữa. Nhân lúc cơ thể vẫn còn ấm làm xét nghiệm dạ dày cho bệnh nhân. Bác sĩ cắt nơ cho ống dẫn vào cơ thể nạn nhân tiến hành kiểm tra dạ dày. Nhưng ông ấy cũng đã chết 6 tiếng đồng hồ. Cơ quan hoàn toàn khép lại, bác sĩ phải mở máy áp lực, dùng áp lực thông đường dạ dày thì mới tiến hành xét nghiệm được. Cách này quả nhiên có hiệu quả, thế nên cắt nơ điều chỉnh lên áp lực lớn. Nhưng áp lực lại làm ống kính nội soi bị cong. Eric ép chặt dạ dày của cơ thể giữ chặt nội soi. Ống kính có một bóng đen, có thể nhìn ra dạ dày đã bị tổn thương. Eric muốn cắt nắt điều chỉnh áp lực lớn nhất thử xem. Anh ấy điều chỉnh lên áp lực lớn nhất, một tiếng kêu vang lên. Mặt của Eric xuất hiện các loại biểu cảm khác nhau, cảnh tượng không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, bệnh nhân nữ này hô hấp khó khăn. House đề nghị cô tiến hành hóa trị, ít nhất có thể làm tốc độ phát bệnh chậm hơn một chút. Quyết định của House là đúng đắn. Bệnh nhân bắt đầu có chuyển biến tốt, nhưng cách này lại không trị được tận gốc, không tìm được nguyên nhân bệnh, không phải ung thư lại chữa như ung thư, người bệnh vẫn sẽ tử vong. Lúc này House bỗng hiểu ra điều gì đó. Anh ấy tìm viện trưởng đưa cô ấy xem kiểm tra đại não của bệnh nhân vẫn bình thường. Thùy Trầm không có phản ứng đối ứng với thị giác, sau khi làm kiểm tra với não bộ thì mới biết được tế bào ung thư căn bản tồn tại ở người hiến tạng. Sau khi ghép tạng xong, chúng đi vào máu người hoạt động, sau đó dừng lại ở cơ quan nào đó rồi phân hóa trong hồng cầu. Tiếp đến chúng hòa tan vào những cơ quan đó để gây ra bệnh ung thư. Hóa trị khiến bệnh nhân chuyển biến tốt là vì tế bào ung thư đã bị khống chế, những thứ tốt xấu cùng nhau biến mất. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ đặt miếng lưới thần kinh lên thần kinh đại não của người bệnh, như thế thần kinh bình thường và thần kinh ung thư sẽ có xung đột, từ đó phát hiện ra tế bào ung thư. Phẫu thuật rất thuận lợi. House nói với bệnh nhân, mặc dù ghép mắt thành công, mắt cũng có chuyển biến tốt, nhưng đại não của cô lại không thể phục hồi lại được.
Đến bây giờ tất cả mọi câu hỏi đã có câu trả lời. House lấy tấm gạc khỏi mắt bệnh nhân xem cô có nhìn thấy rõ mọi thứ không. Đúng như House dự liệu, cô ấy hoàn toàn hồi phục. Cô nhìn House rồi nói một câu, ông xấu thật đấy.